tôi đã trống rỗng từ lúc nào không biết. Chúng tôi lập tức đến nhà hàng để thưởng thức những món ăn ngon miệng. Chúng tôi được thiết đãi bằng các món ăn Triều Tiên. Dù có hơi lạ, nhưng những món ăn Triều Tiên ở Campuchia này vẫn rất ngon. Những món ăn bày biện tao nhã này được phục vụ bởi những người phụ nữ Triều Tiên. Nhìn chúng rất ngon miệng và quen thuộc. Những vị du khách du lịch Hàn Quốc cũng rất vui khi được phục vụ những món này và đã ăn uống rất ngon miệng. Màn nghệ thuật được bắt đầu khi tất cả mọi người đã ngồi vào bàn ăn. Tràn ngập trong nhà hàng là những giai điệu và giọng hát quen thuộc. Rất nhiều người đứng lên quay phim, chụp ảnh, các cô gái Triều Tiên biểu diễn trong bộ hanbok. Thật khó có thể tưởng tượng, ngay ở biển hồ này, bạn cũng có thể tận hưởng những màn trình diễn của các cô gái trong trang phục truyền thống của dân tộc Triều Tiên. Giọng hát của các cô gái này thật da diết và đi vào lòng người. Chỉ phục vụ đồ ăn thôi đã rất bận bịu, nhưng những cô gái này còn tự mình chuẩn bị cho các màn trình diễn. Những ca khúc truyền thống mang âm hưởng phương Đông khiến tôi rất cảm động. Tiết mục tiếp theo rất thú vị và công phu. Tôi không hiểu họ đã mất bao lâu để chuẩn bị cho cả màn trình diễn này. Nụ cười của những cô gái xinh đẹp này đã thắp sáng cả căn phòng. Tiết mục thú vị đến mức khiến tôi cũng muốn nhảy theo họ. Họ còn trình diễn múa rất điệu nghệ với những chiếc chum lớn. Cứ mỗi tiết mục kết thúc là những tràng pháo tay giòn giã lại vang lên. Tiếp theo là tiết mục nhảy với giày đế gỗ rất sôi động. Họ thu hút sự chú ý với những trang phục lộng lẫy. Sự xuất hiện của những cô gái xinh đẹp trong bộ váy đỏ rực giống như những món quà dành cho các vị khách tại nhà hàng. Màn trình diễn đều tăm tắp với những động tác vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển, làm không khí thêm phần sôi động. Tiếp theo là tiết mục sử dụng nhạc cụ. Các cô gái ở đây thật tài giỏi. Không chỉ có giọng hát tuyệt vời và khả năng vũ đạo xuất sắc, những cô gái xinh đẹp này còn có thể chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Những màn trình diễn này sẽ thu hút rất nhiều khách hàng đến với nhà hàng của họ. Đang ngồi xem màn trình diễn của những cô gái Triều Tiên xinh đẹp này, nhưng bụng tôi vẫn thấy đói. Hãy cùng khám phá xem còn những món gì đang chờ đợi chúng ta ở đất nước Campuchia. 맛의 향연 속으로 출발.